Hi, xin chào mọi người, là nhà lên đây. Và hôm nay sắp tới Noel rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mẫu túi rút hình ông già Noel như thế này nha. Mẫu túi này làm rất đơn giản luôn á các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ quấn cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn cho mình là 8 mũi đơn. Mũi đơn ký hiệu là chữ X nha. Đây, bạn nào chưa biết thì mũi đơn sẽ móc như thế này nè. Các bạn sẽ quấn một vòng len xuống, sau đó kéo len qua. Rồi là chúng ta đã được 2 mũi đơn rồi nha. Sau khi móc xong 8 mũi đơn, các bạn sẽ dùng tay để rút cho vòng tròn mình được khít lại. Đây, các bạn sẽ bắt đầu kéo cho nó khít lại nè. Tiếp đến thực hiện một mũi kết. Và sau đó các bạn sẽ vừa làm vừa giấu dây ở hàng thứ hai. Rồi bây giờ lên hàng thứ hai thì sẽ lên một bến trước. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình là 8V. Mũi V tức là 2 mũi đơn chung chân. Thay vì người ta ghi là VX thì mình sẽ ghi là mũi V cho áp dụng toàn bộ là mũi đơn hết. Còn chừng nào mũi kép thì mình sẽ ghi là VF nha các bạn. Rồi, mũi đơn thứ hai. Tiếp tục, sau khi hoàn thành xong các bạn sẽ thực hiện một mũi kết và lên cho mình hàng thứ ba. Hàng thứ ba này thì các bạn sẽ móc cho mình là XV lặp lại 8 lần. Tương đương chúng ta sẽ có 24 mũi ở cái hàng thứ ba này. Các bạn khỏi còn quan tâm tới số mũi đằng sau. Các bạn cứ tuân thủ theo cho mình là XV, lặp lại như vậy 8 lần đến mũi cuối cùng các bạn hoàn thành là mũi V là đúng rồi. Còn nếu mà khi nào mà các bạn làm không đúng mũi như mình đã gửi á, thì các bạn mới kiểm tra lại coi số mũi của các bạn đúng hay chưa, có bằng 24 mũi của mình không. Rồi, sau khi hoàn thành xong hàng thứ ba, các bạn sẽ lên một bính để bắt đầu hàng thứ tư. Hàng thứ tư này các bạn sẽ móc cho mình là XV đầu tiên trước. Sau đó là 2XV lặp lại 7 lần. Bây giờ là 2XV lặp lại 7 lần nè. 1X xong rồi. X thứ hai. Tiếp tục là mũi chữ V. Các bạn lưu ý nè, ở đây là do chúng ta sẽ tăng lên là từ hàng thứ ba là X lên hàng thứ tư là mình là 2X. Tuy nhiên là để cho nó cân bằng thì các bạn, cho cái vòng tròn của mình được đẹp á, thì các bạn sẽ phải móc là X chia đầu ra nha. Sau khi hoàn thành xong hàng thứ tư, các bạn lên một bính bắt đầu hàng thứ năm. Hàng thứ năm thì các bạn sẽ móc cho mình là 3XV lặp lại 8 lần. Đây, 3X xong rồi. Đây là mũi V. Tiếp tục thêm 7 lần nữa. Rồi, sau khi làm xong hàng thứ năm, các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình hàng thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Tương tự thì các bạn sẽ tăng lên từ 3X lên 4X, 5X và cuối cùng là 6X ở hàng thứ 8. Phần chép móc mình có đính kèm trong video nè, các bạn có thể tham khảo nha. Rồi bây giờ đến hàng thứ 9 thì các bạn sẽ móc giữ nguyên cho mình là mỗi một chân bính như vậy là một mũi đơn. Tương ứng chúng ta sẽ có 64 mũi đơn ở 64 chân bính. Các bạn sẽ móc từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 11 với số bính như vậy nha, ở với số mũi như vậy nha. Rồi sau khi hoàn thành xong hàng thứ 11, các bạn sẽ lên cho mình một bính. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục đâm bên bìa ở ngoài nè để làm cái phần thân lên. Cũng là 64 mũi bính. Tuy nhiên các bạn sẽ móc ở bên ngoài như thế này. Nên mình sẽ tách ra là hàng thứ 12 các bạn sẽ móc riêng đây nè. Các bạn thấy không? Rồi tiếp tục. Các bạn sẽ thực hiện mũi kết và lên cho mình hàng thứ 13. Hàng thứ 13 đến hàng thứ 14 thì các bạn cũng giữ nguyên cho mình là 64X. Tuy nhiên các bạn sẽ móc luôn cả hai bính như từ hàng 9 đến hàng 11 đó. Các bạn cũng sẽ móc nguyên như thế này. Các bạn sẽ thực hiện cho mình thêm hai hàng là hàng 13, hàng 14 là 64X như thế này. Sau đó các bạn sẽ cắt len và hay cho mình len phần màu trắng để làm phần thân trên. Màu trắng này thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 64X ở 64 chân luôn nha. 1X đã xong nè. 2X nè. Các bạn sẽ móc hàng màu trắng này từ hàng thứ 15 đến hàng thứ 19. Là các bạn sẽ vẫn giữ nguyên là 64X như thế này. Rồi đến hàng thứ 20 thì các bạn sẽ lên một bính, sau đó các bạn sẽ móc cho mình là 24 mũi X trước đã. Các bạn sẽ vừa làm vừa đổi màu để màu da các bạn. 24X đã móc xong thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình là 3 mũi X. Và các bạn thay len nè để làm cái phần miệng của ông già Noel á. Đây các bạn sẽ bắt đầu thay màu. 3X. Một. Hai.
Rồi mũi thứ ba tiếp đến là 11, 10x. Các bạn sẽ móc vào bính bên trong như thế này. Để lát nữa cái viền ngoài chúng ta sẽ móc râu. 10x các bạn sẽ móc ở cái viền bên trong như thế này cho mình nha. Sau khi móc xong các bạn sẽ móc tiếp tục 3x ở ngoài. Ở cả bính, hai bính lẫn nè. Rồi tiếp tục là các bạn sẽ đổi màu lên và móc cho mình là 24 mũi x ở phần màu trắng như thế này. Các bạn sẽ vừa làm và vừa luồn cái phần len màu trắng của mình đi qua đó để chúng ta có thể móc tiếp tục luôn, không cần phải dây nha. Sau khi móc xong 24x rồi thì các bạn sẽ thực hiện một mũi kết và lên cho mình hàng thứ 21. Hàng màu kem thì các bạn cứ cắt đi, tại vì lát nữa chúng ta phải quay ngược lại nên nó sẽ hơi khó. Còn hàng màu trắng này các bạn cứ kẹp vào móc liên tục giữ nguyên. Đến hàng thứ 21 thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 24x, sau đó đến 5x màu da, rồi 6x màu da bên ngoài, rồi 5x và cuối cùng là 24x. Màu trắng thì các bạn cứ vẫn giữ nguyên cho mình là 24 ở phía đầu như thế này. Rồi ở đây nè, các bạn sẽ bắt đầu đổi màu lên. Các bạn sẽ móc một mũi màu trắng sau đó đổi màu như thế này để cho nó được cùng màu, tiệp màu giữa các hàng đó các bạn. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình là 5x. Là các bạn sẽ móc luôn hai bính. Kẹp hai bính như thế này là 5x. Sau đó là 6x thì các bạn sẽ móc ở cái phần rìa. Đây 6x. Tiếp đến là 5x thì các bạn cũng sẽ móc ở hai bính luôn. Rồi sau khi móc xong được 5x da ở màu cuối cùng rồi thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình là ở ngoài là 24x. Các bạn vẫn giữ nguyên cho mình là cứ 24x là toàn bộ là màu trắng hết nha. Đây rồi 5x xong. Thì các bạn sẽ cắt cái phần len màu da và thay cho mình là len màu trắng. Màu trắng thì các bạn cứ luồn như vậy là làm được rồi. Còn màu da các bạn phải cắt đi để lát nữa chúng ta quay đầu kia cho dễ làm. Tương tự các bạn sẽ lên cho mình hàng thứ 22 đến hàng thứ 24. Thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 24x mà là màu trắng bên ngoài. Sau đó ở giữa là 16x là màu da. Thì nó sẽ nằm ở, nó sẽ móc luôn là hai bính và cuối cùng là 24x màu trắng bên ngoài. Và video của mình phần đó nó bị mất nơi, mình chỉ có được gửi chat cho các bạn nha. Rồi đến hàng thứ 25 thì các bạn sẽ móc và giữ nguyên cho mình là mỗi một chân bính như vậy là một mũi đơn, tương ứng là 24 mũi đơn nha. Ở 24 chân bính như thế này. Rồi sau khi hoàn thành xong hai hàng 27 thì các bạn sẽ lên một bính và bắt đầu hàng 28. Hàng 28 này các bạn sẽ móc vào cái bính bên ngoài và móc cho mình là 64x. X thứ hai. Sau khi hoàn thành xong hàng thứ 28, các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình hàng thứ 29. Từ hàng thứ 29 đến hàng thứ 33 thì các bạn sẽ móc cho mình là màu xanh lá. Và ở đây do không còn hàng thì các bạn phải móc vào cái bính bên trong như thế này nha. Để các bạn bắt đầu hàng thứ 29. Rồi các bạn sẽ lên một bính và móc cho mình một mũi đơn đầu tiên. Cũng vẫn là 64x. Tuy nhiên các bạn sẽ đổi màu để cho chúng ta được đẹp, để cho cái ông già Noel của chúng ta sẽ được đẹp hơn nha. Hàng thứ 30 đến hàng thứ 33 thì các bạn sẽ móc luôn là hai bính luôn. Cứ móc giữ nguyên hai bính như thế này. Rồi, sau khi hoàn thành xong hàng thứ 20, 33 thì các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình hàng thứ 34. Ở hàng thứ 34 này thì các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ móc vào hai cái bính luôn là móc cho mình là một mũi kép. Ký hiệu là chữ S như thế này. Sau đó mũi kép thứ hai. Các bạn sẽ móc qua luôn hai cái bính ở cái hàng thứ hai cái bính ngoài bính trong như thế này nè. Các bạn móc đều qua cho mình. Hàng thứ 34 này các bạn sẽ móc cho mình là 64F ở 64 chân bính. Sau đó các bạn sẽ thực hiện mũi kết ngay vị trí mũi kép đầu tiên. Rồi các bạn sẽ lên cho mình hàng thứ 35 là cũng lên hai bính, sau đó móc cho mình là 64 mũi VF. Mũi VF tức là hai mũi kép chung chân. Đây một mũi VF đầu tiên, tiếp tục VF thứ hai. Rồi VF thứ ba.
Sau khi hoàn thành xong hàng thứ 35 thì các bạn sẽ thực hiện một bước kết và cắt dây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cái phần thân túi rồi nè. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ làm phần râu. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính trước vào cái vị trí hàng mà nãy chúng ta còn thiếu á. Sau đó các bạn sẽ móc xuống cho mình là 3 mũi kép chung chân, ký hiệu là F3F. Rồi tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn ở chân tiếp theo. Và kép xong rồi nè. Đến một mũi đơn ở chân tiếp theo. Rồi tiếp tục là 3 mũi kép cùng cái chân mũi đơn đó luôn nha các bạn. Để chúng ta sẽ tạo được độ cong của cái hàng râu này. Các bạn sau khi thực hiện xong đến cuối cùng là 3 mũi kép rồi thì các bạn sẽ thực hiện thêm 3 bính và sau đó kết vào trong cái vị trí mũi cuối cùng này. Các bạn sẽ làm cho mình thêm một hàng ở ngay vị trí là 6X màu da mà lúc nãy chúng ta làm. Ở một hàng này nữa là chúng ta sẽ hoàn thành xong được bộ râu cúng dài Noel. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các phần mũi và phần chóp đỉnh. Thì phần này mình sẽ đính kèm chóp móc các bạn xem tham khảo nha. Mình sẽ làm nhanh qua phần này luôn. Từ phần này trở lên các bạn sẽ móc cho mình là toàn bộ là mũi đơn nè. Để chúng ta tạo thành cái trái châu. Trái châu thì ở những video trước mình cũng hướng dẫn các bạn có thể xem lại cách làm từ những video đó nha. Đến đây thì chúng ta sẽ tóm cái đầu nó lại. Các bạn sẽ móc cho mình là 8X. Rồi đến hàng thứ 2 là 8V, hàng thứ 3 là XV lặp lại 8 lần. Hàng thứ 4 đến hàng thứ 6 là 24X. Ở đây là chúng ta đang làm hàng thứ 7 nè, là XA lặp lại 8 lần. Sau khi hoàn thành xong các bạn sẽ tiến hành nhồi thêm bông gòn vào cho cái trái châu của chúng ta được tròn mịn hơn. Đến các bạn sẽ thực hiện khâu hai cái đầu trái châu lại. Ở đây các bạn sẽ thắt cho mình một đoạn bính để chúng ta sẽ luồn cái phần trái châu vào để làm cái phần dây rút nha các bạn. Các bạn muốn dây rút dài hay ngắn thì các bạn sẽ tăng số mũi bính lên cho mình. Rồi đến phần mũi ống dài Noel, các bạn làm theo video cho mình nha. Sau khi hoàn thành xong chúng ta sẽ tiến hành khâu những cái luồng phần lên dư vào bên trong phần chúng ta đã làm và chúng ta sẽ đính trực tiếp bằng keo nến nha. Rồi sau khi làm xong phần dây rút thì các bạn sẽ tiến hành dùng kim khâu để khâu nó vào như thế này. Các bạn sẽ khâu tổng đầu nó lại. Và video của chúng mình ở đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nha. Bye bye.